Thưa quý vị, thời gian qua, một số vùng nuôi ngao tại các huyện Lộc Hà, Thạch Hà và Cẩm Xuyên của Hà Tĩnh xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, khiến cho người nuôi thất thu hàng tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục Thú y vùng 3 cục Thú y phối hợp cùng với các đơn vị chuyên môn đã tổ chức lấy mẫu phân tích và kết quả cho thấy ngao tại các vùng nuôi chết do nuôi quá dày gấp hàng chục lần so với khuyến cáo. Theo Phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, khảo sát thực địa của cơ quan chuyên môn cho thấy tại xã Đình Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, mật độ nuôi ngao dày đặc lên tới 1.500 đến 3.800 con trên 1 m². Đây là mật độ nuôi trung bình cao gấp 10 đến 12 lần so với khuyến cáo kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn. Bình quân chỉ từ 150 đến 350 con trên 1 m². Dù yêu cầu về kỹ thuật này đã được tập huấn, thông tin và hướng dẫn, nhưng nhiều hộ dân ở các bãi nuôi vẫn không tuân thủ kỹ thuật. Cũng theo người nuôi ngao cho biết, khi thả giống vì lo lắng trong quá trình nuôi sẽ bị hao hụt nhiều, do ngao bị chết và chiều cương cuốn đi nên người nuôi ngao thường thả mật độ dày như trên. Hơn nữa, các hộ nuôi ngao cũng chưa lưu tâm đến việc thả nuôi ngao mật độ dày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, sức khỏe của ngao, nên khi xảy ra hậu quả, họ phải chấp nhận thiệt đơn, thiệt kép. Ngoài thả giống mật độ quá dày, quá trình sản xuất của người dân tăng cường thâm canh, không cho nghỉ bãi, phơi bãi để vệ sinh, tiêu diệt mầm bệnh, thường thả ngao lớn và ngao bé lẫn vào nhau, ảnh hưởng xấu đến môi trường cũng như khả năng kháng bệnh phân loại ngao. Thưa quý vị, trước đó Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 đã phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh tiến hành khảo sát thực địa, nắm thông tin từ người nuôi, lấy mẫu xét nghiệm tại hai địa phương nói trên. Số mẫu được lấy gồm 5 mẫu nước, 9 mẫu ngao, 5 mẫu đất bùn. Kết quả phân tích cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều trong ngưỡng giới hạn, phù hợp với môi trường nuôi trồng thủy sản, không phát hiện các tác nhân gây bệnh Pertussis và do đó nên là hiện tượng ngao chết hàng loạt ở hai địa phương này không phải là do các loại virus, vi khuẩn, ký sinh trùng gây nên. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, nhằm đa dạng các sản phẩm từ tôm thiên nhiên, hiện nay các cơ sở sản xuất đặc sản trên địa bàn của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã cho ra mắt sản phẩm tôm đất đông lạnh đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Tôm đất được các cơ sở thu mua còn tươi sống đem về rửa sạch và cho vào khay để cấp đông, đảm bảo độ tươi ngon của tôm. Hiện tôm đất đông lạnh 400g có giá 150.000 đồng. Sản phẩm này được thị trường ưa chuộng bởi tôm đất nhiều dinh dưỡng, thịt chắc, thơm ngọt, được chế biến thành nhiều món ăn ngon. Thưa quý vị, theo đánh giá của Cục Thú y, tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi hiện nay đang là thách thức rất lớn. Riêng năm 2022, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại do dịch bệnh là 23.400 ha, tăng 15,5% so với năm 2021. Ngoài những rủi ro dịch bệnh vẫn rình rập, thì ngành tôm còn phải đối diện với một thách thức rất lớn trong năm nay, đó chính là chi phí đầu vào tăng cao. Tin thị trường đáng chú ý, sau bưởi đỏ Tân Lạc và bưởi diễn Yên Thủy, cam Cao Phong Hòa Bình lần đầu tiên đã có mặt tại thị trường Anh Quốc qua đường xuất khẩu chính ngạch, đánh dấu sự trở lại của loại trái cây đặc sản miền Bắc trên thị trường thế giới sau 40 năm. Để vào thị trường Anh, sản phẩm cam Cao Phong của công ty cổ phần RIB Hòa Bình đã đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ. Trong đó có yêu cầu phân tích, xét nghiệm bắt buộc gần 900 hoặc chất thuốc bảo vệ thực vật. Tập đoàn Long Đan Anh Quốc là đơn vị đã nhập khẩu gần 7 tấn cam Cao Phong. Số cam này được bày bán tại chuỗi siêu thị Long Đan tại London và một số thành phố khác ở Anh, đồng thời được phân phối tới các nhà bán buôn và bán lẻ các sản phẩm Việt Nam và châu Á tại Anh. Bước đầu, cam Cao Phong nhận được những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng sở tại. Các khách hàng được mời nếm thử đã đánh giá loại cam Cao Phong Việt Nam có vị ngọt hơn so với các loại cam nhập khẩu khác. Cũng theo các chuyên gia, với mức giá cạnh tranh hơn, trái cây Việt Nam có khả năng sẽ giành chỗ đứng vững chắc trên thị trường Anh cũng như ở châu Âu. Thưa quý vị, ngày mai là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Từ mấy ngày qua, thị trường hoa và quà tặng đã bắt đầu sôi động. Theo ghi nhận của chúng tôi, dịp 8 tháng 3 năm nay, giá hoa tươi trên thị trường tăng mạnh từ 30% đến 200% so với ngày bình thường. Khảo sát thị trường Hà Nội, hoa hồng xuất xứ Trung Quốc ngày thường nhập vào có giá khoảng 300.000 đồng một bó. Thời điểm hiện tại đã tăng giá lên 6 đến 900.000 đồng một bó. Hoa hồng Đà Lạt ngày thường có giá khoảng 150.000 đồng một bó, hiện tăng lên từ 300 đến 400.000 đồng một bó. Các hoa khác giá cũng tăng mạnh. Ngoài ra, các sản phẩm phụ kiện khác cũng tăng, buộc các cửa hàng bán hoa cũng phải tăng giá theo.
Lý giải việc tăng giá hoa tươi, các tiểu thương kinh doanh cho hay hoa hồng đỏ thường là mặt hàng có sức tiêu thụ lớn trong dịp ngày 8 tháng 3, nên chắc chắn giá có biến động so với ngày thường. Bên cạnh đó, do năm nay thời tiết thay đổi, cộng thêm chi phí vận chuyển, nguồn cung hàng từ bên nước ngoài hạn chế đã đẩy giá hoa tăng cao đỉnh điểm như hiện nay. Giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, giá lợn hơi toàn quốc đã giảm mạnh xuống chỉ còn 51 cho đến 54.000 đồng 1 kg. Chưa dừng lại, chỉ một tháng rưỡi sau thì giá lợn lại tiếp tục giảm sâu và hiện chỉ còn khoảng 47 cho đến 52.000 đồng 1 kg. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi thì vẫn không giảm một đồng, người nuôi nhỏ lẻ ít vốn đang trong tình cảnh khổ nốn. Vâng, và hôm nay ngày 7 tháng 3, giá lợn hơi lại giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg tại một vài địa phương trên cả nước. Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tại các tỉnh bao gồm Yên Bái, Lào Cai và Phú Thọ cùng về mức là 47.000 đồng 1 kg. Thấp nhất khu vực Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang cùng ở mức là 48.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì ở mức 49.000 đồng 1 kg. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên sau khi giảm 1.000 đồng 1 kg, giá lợn hơi tại Thanh Hóa về mức 48.000 đồng 1 kg ngang với Hà Tĩnh, Quảng Ngãi xuống còn 49.000 đồng 1 kg ngang với Bình Thuận sau khi giá lợn hơi tỉnh này vừa giảm 3.000 đồng 1 kg. Hai tỉnh Quảng Bình và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng 1 kg về mức 50.000 đồng 1 kg. Còn tại thị trường miền Nam, thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng 1 kg về mức 49.000 đồng 1 kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương khác tiếp tục thu mua giá lợn hơi trong khoảng 50 đến 52.000 đồng 1 kg. Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ tổ yến lớn nhất thế giới khi mà mỗi năm nhập khẩu trên 2.000 tấn, chiếm 80% thị phần toàn cầu. Sau 5 năm đàm phán thì Trung Quốc đã chính thức đồng ý để yến xào Việt Nam nhập khẩu vào thị trường này bằng con đường chính ngạch. Nếu như đáp ứng được 16 điều quy định của nước này về bao bì, ghi nhãn yêu cầu về kiểm dịch, kiểm tra, giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Trước mắt, phía Trung Quốc chấp nhận nhập khẩu sản phẩm yến đã qua sơ chế, được xử lý qua nhiệt độ 70 độ C. Mỗi một nhà yến sẽ được cấp một mã số. Đây là một trong các điều kiện để yến xào Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc. Ngoài ra, cơ quan thú y cũng sẽ cấp một chứng thư để đảm bảo hoàn tất thủ tục giúp yến xào có thể xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Việt Nam có trên 30.000 nhà nuôi chim yến với sản lượng khoảng 200 tấn một năm, được kỳ vọng xuất khẩu với sản lượng vượt trội khi tổ yến Việt Nam được đánh giá vượt trội so với các nước trong khu vực. Hiện định mức yến xuất khẩu sang Trung Quốc còn hạn chế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đẩy nhanh tiến độ để sớm có lô yến đầu tiên xuất khẩu chính ngạch, từ đó rút kinh nghiệm và hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục nhanh nhất. Xin thông tin thêm tới quý vị khán giả là hiện giá tổ yến tại thị trường Trung Quốc dao động từ 7 cho tới 30 triệu đồng một lạ. Trong khi ở thị trường ở trong nước thì nhiều doanh nghiệp đang xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, loại hàng xuất khẩu tiêu chuẩn 5A với giá bị thương lái Trung Quốc khống chế là chỉ 3,6 triệu đồng mỗi lạng.